vạch trần luận điệu xuyên tạc rè rúm của tên khủng bố Việt Tân. Trong thời điểm cả nước, tỉnh Nghệ An đang căng mình chống dịch, trên Facebook Phạm Minh Vũ xuất hiện việc lợi dụng hình ảnh của đồng chí công an thành phố Vinh đang trực chốt phòng chống dịch. Trong lúc mất điện để nấu mì tôm bằng kê mấy viên gạch làm bếp củi đun dùng cho qua bữa, một hình ảnh bình dị, đẹp đẽ, vậy mà dưới con mắt, bút điếm của kẻ xấu đã bôi đen, tô vẽ thành công an làm màu, hạ uy tín của lực lượng. Trong khi, chính mỗi người dân thành phố Vinh luôn thấu hiểu, cảm thương sự khó khăn, vất vả của lực lượng tuyến đầu trong nhiều tháng vẫn đang căng mình chống dịch. Đặc biệt, kể từ khi thành phố áp dụng biện pháp cách ly xã hội ở mức cao, hàng trăm chiến sĩ vẫn lặng lẽ bám trụ suốt ngày đêm, không kể trời mưa tầm tã hay nắng như thiêu đốt. Chỉ vì có sự hy sinh cống hiến với mục tiêu cao nhất là vì sự bình yên cho nhân dân mới có sức mạnh làm được như vậy. Thử hỏi, một người bình thường ra đó ngồi vài tiếng đồng hồ chưa chắc đã trụ được. Thấy tiếng nói lõng lạc đó, tìm hiểu ra mới biết hắn chính là tên khủng bố Việt Tân Phạm Minh Vũ, một thanh niên sinh năm 1992 đến từ tỉnh Quảng Trị. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Phạm Minh Vũ sớm đã bộc lộ lối sống buông thả, lười lao động, không chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức mà thích thể hiện quan điểm chính trị lệch lạc, đi ngược lại với chủ trương, đường lối phát triển của đất nước hiện nay. Theo đó, Phạm Minh Vũ đã lập lên một tài khoản Facebook mang tên Phạm Vũ. Sau đổi lại là Phạm Minh Vũ hay còn gọi là Sếp Pham để thỏa sức oanh tạc thể hiện bản thân. Hắn ta thường xuyên truy cập vào các trang web, blog phản động, trong đó có trang tổ chức khủng bố Việt Tân với ý đồ định gia nhập tổ chức này. Đến tháng 8 năm 2013, Phạm Minh Vũ tham gia hội nhóm anh em dân chủ, được Nguyễn Văn Đài giao nhiệm vụ đọc diễn văn trong buổi họp về nhân quyền. Không chỉ tích cực hoạt động đấu tranh dân chủ, mà Vũ còn trực tiếp điều hành Facebook của nhóm này. Từ trang mạng này, Phạm Minh Vũ đã quen một số nhân vật của tổ chức khủng bố Việt Tân ở hải ngoại, thường xuyên nhận được tiền tài trợ từ các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước như Hội Bầu Bí Tương Thân, Trần Bửu Thọ, Nguyễn Văn Đài để tiến hành các hoạt động chống phá đất nước và tiêu xài cá nhân. Dưới bàn tay nhào nặn, tần suất tiêm nhiễm thông tin độc hại từ Nguyễn Văn Đài cũng như mùi thơm từ đồng tiền đô la của các tổ chức phản động bố thí cho mình, Phạm Minh Vũ dần dần mù quáng, đắm sâu vào vũng lầy. Hắn ta liên tiếp lợi dụng sự kiện, diễn biến tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước để viết bài xuyên tạc, chống phá nhà nước. Không dừng lại ở đó, khi còn theo học trường cao đẳng phát thanh và truyền hình 1, Vũ còn lôi kéo sinh viên, vi phạm quy chế nhà trường, nên tháng 3 năm 2014 bị đuổi học khi chưa đầy 2 năm đèn sách. Thông qua Hội Anh Em Dân Chủ, Phạm Minh Vũ kết bạn với Đỗ Nam Trung, Lê Thị Phương Anh. Khoảng đầu tháng 5 năm 2014, lợi dụng sự bức xúc của nhân dân trong việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, Vũ Trung Anh đã tích cực tham gia biểu tình ở khu công nghiệp Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương, lấy danh nghĩa chống Trung Quốc, nhưng thực chất là hô khẩu hiệu, dương biểu ngữ chống nhà nước Việt Nam, đòi trả lại tự do cho những nhà dân chủ bị bắt vì vi phạm pháp luật. Không dừng lại ở kế hoạch đã có sẵn của Việt Tân, ba cái tên nói trên tiếp tục lợi dụng vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan để kích động công nhân tại khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tham gia biểu tình chống phá chính quyền, đi đến lật đổ chế độ theo kiểu cách mạng màu. Trong lúc quay phim chụp ảnh, hò la kích động, công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giam Phạm Minh Vũ, Đỗ Nam Trung và Lê Thị Phương Anh. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử ba bị cáo nói trên về tội lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo điều 258 Bộ luật hình sự và bị kết án 18 tháng tù giam cùng Đỗ Nam Trung 14 tháng tù, Lê Thị Phương Anh 12 tháng tù. Tưởng chừng như khi ra tù, Phạm Minh Vũ sẽ tìm kiếm con đường hoàn lương đúng nghĩa, nhưng hắn ta vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ. Vừa ra khỏi tù đã được các tổ chức nước ngoài móc nối và Vũ một lần nữa không từ chối được sự hấp dẫn của đồng đô la, những cám dỗ về vật chất nên ngày càng sa đà, trở lại con đường chống phá chính quyền, kích động, chia rẽ lòng dân với đất nước. Trả lời phỏng vấn đài RFA, Phạm Minh Vũ vẫn ngoan cố cho rằng mình không phạm tội và tự huyễn hoặc rằng đó là một hành động yêu nước. Cái lưỡi không xương của Vũ còn lắt léo, đưa ra lập luận hết sức nực cười rằng việc mình nhận tiền của tổ chức khủng bố Việt Tân, các đối tượng chống đối trong và ngoài nước để làm từ thiện hay nhận sự trợ giúp khi ốm đau. Vì vậy, khi chúng ta tham gia mạng xã hội đa chiều thông tin trái phải như hiện nay, cần nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu độc, nếu không sẽ bị rơi vào cạm bẫy thông tin của kẻ thù.